Tại sao khi đi nước ngoài bạn phải sử dụng loại vali tốt hơn một chút? Chẳng hạn như đây là ở sân bay Los Angeles của Mỹ, và đây là hình ảnh vali đang được máy móc phân loại trên băng chuyền. Bạn nghĩ rằng sau khi qua băng chuyền là xong, nhưng không, những nhân viên phân loại thường không đối xử nhẹ nhàng với chiếc vali của bạn. Ở một số sân bay thì còn tệ hơn nhiều, tuy không phải là tuyệt đối nhưng đôi khi nó vẫn đang xảy ra. Thậm chí sau khi ra khỏi băng chuyền, nó chỉ còn một cái tay cầm. Có tình huống chiếc vali đã trôi đi trên đường bay. Hay ngay cả khi xuống máy bay và gặp phải tình huống sắp xếp không gọn gàng, thì cũng có thể chiếc vali của bạn bị đẩy đến tình trạng như thế này.